phương sẽ gửi đến quý vị một nhạc phẩm về mùa xuân. Mùa xuân ơi, hãy đến với chúng ta trên quê hương thật là tự do như thế này. Một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Chí Cương ạ. Rồi, mới vô đó bị thôi, để không gọi không khí văn nghệ, xin mời quý vị hãy hướng về sân khấu với phần trình diễn đặc biệt bài nhạc Đoạn Xuân Ca, một tác phẩm về múa, và sau đó đi theo là bài Nàng Tiên Mùa Xuân. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Trời.